Chào mừng quý vị và các bạn đến với hội thảo ngày hôm nay của VinaSpy. Chúng ta đều biết mạng máy tính là một môi trường mở. Những thông tin chúng ta gửi lên hoặc nhận về từ trên Internet đều có thể bị trộm hoặc đánh cắp các dữ liệu. Vậy, hiện nay rất nhiều công ty an ninh mạng sử dụng công nghệ mã hóa để mã hóa cũng như bảo mật tất cả các thông tin. Vậy thuật mã hóa là gì? Ngày hôm nay VinaSpy sẽ cùng các bạn tìm hiểu. Sau đây xin mời anh Đức giới thiệu thêm về chủ đề ngày hôm nay. Xin chào mọi người và các bạn, mình là Nguyễn Cầm Nước, mình là chuyên gia công an mạng của công ty VinaSpy. Thì hôm nay mình xin giới thiệu mọi người giới thiệu các thuật toán mã hóa thông dụng. Thì cái này có một số cái nó hơi bị chuyên ngành chút xíu, cho nên là nếu mình thấy khó hiểu là có vấn đề gì mọi người cứ để lại câu hỏi ở dưới video, với lại mọi người có thể tạm tạm dừng và giữ chừng nếu mọi người thấy cái chỗ đó nó hơi khó hiểu chút xíu, vì cái này nó cũng khá là dài. Thì đầu tiên mình sẽ nói về cái phần mục lục ngày hôm nay, thì mình có về lịch sử của mã hóa, thứ hai mình sẽ nói về cái mã hóa phần cổ điển, và thứ ba sẽ là mã hóa hiện đại, cuối cùng là phần question answer. Tiên mình nói sơ về cái lịch sử của mã hóa một xíu. Thì cái việc mã hóa đó, từ rất là lâu đời có coi một câu là như thế này, tức là từ khi mình bắt con người bắt đầu biết nói chuyện rồi đó, thì con người có cái nhu cầu nói chuyện một cách bí mật, một cách an toàn. Thì ngay từ hồi xưa 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 hồi là xưa là 4.000 năm trước, là cỡ 2.000 năm trước công nguyên, thời kỳ Ai Cập cổ đại, thì họ đã có cái ý tưởng về cái việc mà mã hóa rồi. Những cái người mà truyền tin cho vua thì họ thường dùng những cái mã hóa mà hồi đó là sử dụng chữ tinh hình á, thì họ dùng mã hóa rất đơn giản hơn, họ thay cái ký tự này thành một cái ký tự khác. Như vậy thì cái người bình thường họ đọc họ không hiểu được, rất là đơn giản thôi. Còn những cái người mà họ muốn hiểu thì họ phải nhớ được cái cấu trúc thay như vậy, thì họ sẽ hiểu được cái văn bản thực sự của Pharaoh như thế nào. Nhưng mà một cái là cái này hình như thời gian mình để sai mình không cả. Hôm qua là năm 2018 nha. Cỡ Hy Lạp cổ đại này chắc cỡ là 200 năm trước công nguyên á, thì họ có một cái Hy Lạp cổ đại và người Sparta á, thì họ có một cái mẫu hóa gọi là sai theo, mình thấy rất là thú vị, rất là sáng tạo. Cái như này mình thấy trong cái hình đó, nó có một cái khúc gỗ và có một cái tờ giấy họ quấn quanh khúc gỗ đó. Thì cái này là làm như thế nào? Đầu tiên là họ sẽ quấn quanh khúc gỗ này, họ ghi cái thông điệp của họ lên trên khúc gỗ đó, lên sau khi được quấn nhiều như là Gustina chẳng hạn. Sau đó họ tháo cái tờ giấy này ra khỏi cái khúc gỗ đó, họ dùng cái tờ giấy này họ gửi đi. Cái người mà họ có được cái tờ giấy này họ sẽ không kích cái tự rất lạ như K, G, B gì đó, E, U, S, nó không có ý nghĩa gì hết. Nhưng mà khi tìm một cái khúc gỗ tương tự vậy, họ quấn vào trong khúc gỗ đó, thì cái thông điệp nó sẽ hiện thị ra. Cái này một cái rất là xưa rồi, sai theo rồi. Cái về đế quốc La Mã, đế quốc La Mã là khoảng thời gian khoảng cỡ những năm đầu công nguyên cỡ 700 năm trước công nguyên. Sau đó nó kéo rất là dài, đế quốc La Mã. Thì có Julius Caesar là một những người gọi là tuy không phải là vua, nhưng mà ông đó là một cái người vô cùng quan trọng để mà tạo ra cái đế quốc La Mã như bây giờ mà như mọi người biết tới. Thì ông có một cái gọi là Caesar Cipher, tức là cái mà ông tự tạo ra cho chính mình. Nó như thế này, cực kỳ đơn giản, cực kỳ đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả trong cái thời gian đó. Bây giờ ví dụ như bạn có một cái từ A, thì trong cái văn bản mã hóa sẽ không phải là cái từ A, nó sẽ dịch chuyển ba cái từ về sau, ví dụ A nó sẽ trở thành D chẳng hạn. Mình thấy ở đây cái từ A nó sẽ trở thành cái từ D, cái từ B nó thành cái từ E, cái từ C nó trở thành cái từ S. Những người mà họ tìm thấy cái văn bản đó, những người họ không hiểu gì cả, thì nó không có ý nghĩa gì cả. Và nếu mà họ muốn hiểu thì họ phải lùi lại ba cái từ. Ví dụ như mình thấy cái chữ D trong đó, mình sẽ lùi lại ba cái từ. Tí nữa mình sẽ nói cụ thể luôn cái suy ra này. Cái này đơn giản nhưng mà về cái thời đó cực kỳ hiệu quả. Còn khi mà nói về cái mật mã thì lên một cái cao trào rất là cao trào, đó là trong kỳ chiến tranh, đặc biệt là trong kỳ World War One, World War Two, tức là cái thứ nhất và cái thứ hai. Trong cái thứ nhất á, thì năm 1917 thì là cái người quân lính Anh á, cái agency của Anh á, họ bắt được một cái thông điệp và họ gửi cái thông điệp này cho người Mỹ. Sau đó người Mỹ không mới tham gia vào trong cái thứ nhất. Điều là như này là một cái Zimmerman, ông Zimmerman của người Đức, ông đưa truyền cái thông điệp này cho người Mexico. Thì ông bảo là nếu mà
bọn Mỹ có tấn công người người Mỹ có tấn công người Đức á, thì Mexico sẽ là liên minh với người người Đức, sau đó Mexico sẽ tấn công nước Mỹ từ dưới lên và chiếm những cái bang mà hồi trước là của Mexico. Thì khi mà người Mỹ á, họ nhận được cái thông điệp này từ người Anh á, thì họ mới bắt tay vào chiến tranh nó thay đổi cục diện, tại vì nó rất là quan trọng. Nếu mà không có cái thông tin này thì chắc người Mỹ họ không có tham dự vào trong cái chiến tranh thế giới nhất còn gì cả. Chính là cái thông điệp này họ mới thấy là cái sự quan trọng của chiến tranh và cái sự ảnh hưởng tới họ như thế nào mới tham dự. Ở trong tranh thế giới thứ hai nó còn đặc biệt dữ nữa là người Đức, mọi người biết người Đức hồi đó là phát xít Đức thì cực kỳ tệ, không cần phải nói rồi, không có ai tệ bằng họ được tất cả. Nhưng mà cái khả năng về engineering của họ là tuyệt vời. Thế bây giờ người Đức vẫn cái khả năng engineering của họ vẫn rất là tuyệt vời. Họ có thể gọi là xây những khẩu pháo người ta nhà sẽ quăng lên trên một cái đường ray cho nó di chuyển khắp ở châu Âu, rất là tuyệt vời. Cái họ tạo được cái máy này là máy Enigma, tức là của máy mã hóa, tức là cái là thành tựu về cái việc mã hóa luôn. Nó cực kỳ tuyệt vời, thể hiện cái trí tuệ trong cái sự engineering họ rất là lớn. Cái máy Enigma thì phần lớn là tất cả những cái dữ liệu quan trọng của người Đức họ đều qua cái máy Enigma này hết. Và trong một thời gian rất rất dài, cái máy Enigma là cái vấn đề cực kỳ khó khăn đối với những cái người phe liên minh, những cái mà chống Phát xít Đức. Nhưng mà sau này họ cũng phá vỡ được cái máy Enigma này, rất là buồn cười. Tại vì cái này mình chỉ nghe thôi nha, không chính xác là 100% là trong lịch sử, cho mình không phải là lịch sử gia lắm. Thì nó như này, người Phát xít họ rất là kỹ lưỡng, cực kỳ kỹ lưỡng luôn, chỉ đúng tới cái mức mà họ ghi tất cả những cái thứ gì diễn ra trong ngày và trong cái máy Enigma này, họ mã hóa tất cả những cái chuyện thông tin. Ví dụ ngày hôm đó là ngày đó có mưa, ngày hôm đó bị quân đồng minh bắn vào lúc 7 giờ, ngày hôm đó thì người ra tất cả những cái gì họ đều ghi lại hết. Và sau đó cuối cùng họ thêm một chữ heo Hitler vô. Sau đó khi mà họ làm như vậy, họ ra là cái tên mã hóa, thì người Anh họ mới phát hiện ra cái sự gọi là cái sự tỉ mỉ của người Đức như này, thì họ mới làm cái trò như này là ví dụ đúng cái ngày đó, ví dụ đúng ngày đó trời mưa, họ sẽ đúng bắn họ pháo vào trong cái pháo đài đó đúng ngày ví dụ 7 giờ và lúc trời mưa lúc 7 giờ, và họ mong đợi là người Đức sẽ mã hóa cái thông tin đó cứ ngày nào cũng vậy, và họ sẽ tìm được cái thông điệp chắc chắn là ngày trong cái thông điệp mã hóa đó sẽ có cái thông tin là ngày hôm đó trời mưa và có bị tấn công vào pháo của người Anh. Họ có những cái thông điệp như vậy, tại vì tất cả những cái thông điệp vậy đều giống ngày cũng tất cả từng ngày hết. Và khi mà có được những thông điệp mã hóa đó, họ sẽ lần ra được là cái cách mà họ phá vỡ cái máy Enigma này. Thì mọi người có thể tìm hiểu thêm về cái Enigma rất là tuyệt vời. Rất nhiều cái nỗ lực của nhiều bên với nhau, người Anh, người Ba Lan, và Alan Turing, một người rất là nổi tiếng trong cái việc này, thì nó nhưng mà rất là tuyệt vời trong cái việc mà gọi là cái cách mạng trong việc mã hóa luôn. Còn có thời gian hiện tại thì khi mà có sự ra đời của Internet và cái sự phát triển của máy tính rồi á, thì mấy cái mã hóa hồi xưa, mấy cái Enigma nữa, thì nó đã là cũ rồi, nó không có nào phù hợp được rồi. Tại vì máy tính thì nó không còn quan trọng là cái việc nó cụ thể nó khó như nào, thì máy tính có thể thử tất cả các trường hợp được, nó thử rất nhanh, cho nên là phải có một cái phương pháp mã hóa mới và phù hợp với những cái hệ thống máy bây giờ. Cái đây mình có cái phân loại chung về các cái mã hóa cái như này, mình có hai nhánh lớn nhất là mã hóa cổ điển, mã hóa hiện đại. Mã hóa cổ điển là những cái mình như hồi nãy mình show cho bạn coi là nó cũ rồi, mình chắc là mình chơi mình dùng nó vui, nó khá cho vui hơn, chứ không người ta không có nào dùng mã hóa hiện đại trên mình có được. Chứ lại cái thứ hai mình có mã hóa hiện đại, mình trong mã hóa cổ điển có hai loại gọi là substitution và transposition. Substitution tức là thay thế, là thay thế một ký tự này thành ký tự khác. Transposition là thay đổi vị trí, rất là đơn giản, tiếng người sẽ nói cụ thể. Cái này substitution mình có lại là Caesar và Virginia, transposition mình có reference. Còn mã hóa hiện đại có hai loại chính, cái loại tiếng người nó cụ thể, cái loại symmetric tức là mã hóa đối xứng, như họ dùng cùng một cái chìa khóa cho cái việc mã hóa và cùng một cái chìa khóa cho việc giải mã. Về cái việc asymmetric tức là mã hóa phi hóa bất đối xứng, tức là họ dùng một cái chìa khóa để mã hóa và một cái chìa khóa khác để giải mã, nó khác với cái đối xứng chỗ đó. Một có một cái là hash, nó không hẳn là mã hóa nhưng mình cũng đặt ở đây tại vì nó rất là quan trọng, chính mình sẽ nói cụ thể. Hash rất là đặc biệt, nó không phải là cái gì mã hóa nhưng mà nó cũng có liên quan, cho nên mình đặt ở đây. Thì mình sẽ đi qua tất cả những cái này.
mọi người sẽ tìm hiểu từng cái một. Thì mình sẽ nói một số cái nguyên lý chung về cái việc mã hóa cho mình nắm được sơ sơ một chút xíu. Thì cái việc mã hóa đó bao gồm những cái thứ như này. Đầu tiên là mình cần một cái văn bản ban đầu, văn bản mà mình cần mã hóa, văn bản mà mình có thể đọc được, có ý nghĩa đàng hoàng, ví dụ như một bản báo cáo, một bản report, một cái gì đó, thì nó gọi là LaTeX, tức là clear, nó không có mã hóa. Cái hai là mình cần những cái thuật toán, dùng mình dùng thuật toán gì để mình mã hóa cho cả cái thông điệp đó, và mình cần cần cái chìa khóa. Cái chìa khóa này mình sẽ đưa cái chìa khóa này cho cái đối tượng cái đối tượng mà cần đọc cái dữ liệu này, hay cũng cần cái chìa khóa, hay có thể coi được cái nội dung đó. Thì khi mình có thuật toán, mình có chìa khóa, mình có cái latex, thì khi mình gặp lại và mình mã hóa thì sẽ ra một cái là ciphertext. Ciphertext là văn bản đã được mã hóa. Văn bản này mục tiêu văn bản này là những cái người mà họ không có quyền, họ không có chìa khóa, họ sẽ không đọc được cái nội dung của nó. Thì nó đơn giản ngắn gọn, nhưng nói chung nhất của mã hóa là như vậy. Mình sẽ nói mấy cái mã hóa cổ điển. Cái mã hóa cổ điển nó rất là đơn giản thôi, thì không có gì phức tạp hết, cho nên là người dễ hiểu thôi. Ở đây mình có CSA, hồi nãy mình nói rồi. Thì bây giờ mình ví dụ luôn cho nó nhanh. Như bây giờ mình cầm mã hóa cái chữ Vina Spy đi. Đầu tiên là mình có cái bảng chữ cái, một cái ABCDEFGH. Thì để làm CSA thì mình có mỗi cái chữ cái này mình sẽ cho nó một cái số từ 0 tới 25. Rất là đơn giản thôi. Ví dụ bây giờ mình muốn cái mã hóa cái chữ Vina Spy của công ty mình đi ha. Công ty mình. Vina Spy như thế này, thì mình lấy tất cả những cái chữ ra. Thì mỗi cái chữ thì có một con số mình thấy rồi á, từ 0 tới 25 cũng như là biệt hết. Thì sau khi mình có cái chữ Vina Spy rồi, mình làm như thế nào? Thì mình sẽ tận tiến lên ba vị trí. Ví dụ như mình có số 21 đúng không ạ? Để mình mở cái lên sau bài tờ chữ mình ha. Đây, mình có chữ V là cái tần số 21. Thì mình sẽ tần số 21 mình cộng thêm 3. Sau đây cái tần số 24. Cái tần số 24 là cái từ nào? Mình có cái đại này cho mọi người nhìn luôn, là cái từ Y. Nó là Y. Để từ chữ V nó sang thành chữ Y. Cái từ Y. Cái từ Y nó là số 8 nha. 8 mình cộng 3 luôn. Sẽ thành số 11. Số 11 là chữ gì? Chữ L. Mình sẽ thành chữ Y nó sang thành chữ L. Rất là đơn giản thôi. Nó không có gì đặc biệt cả. Cái từ rất là đơn giản. Cái mã hóa rất là đơn giản. Và đó mình sẽ mã hóa từng cái một. Mã hóa toàn bộ nó. Đây, cái chữ Vina Spy sẽ có hàng chữ như này, Y, L, Q, D, D, V, S, L, U, H. Đó, chia nó chỉ có như đó thôi, cực kỳ đơn giản. Và mọi người muốn giải mã nó như thế nào? Ví dụ mình có cái dòng dưới đây, không có cái dòng Vina Spy như thế nào, thì mình trừ 3 đi rồi chứ gì. Ví dụ chữ Y ở đây, mình trừ 3 đi, sao mình số 2, Y là cái từ số 24 rồi. Mình trừ 3 đi, sao mình cái từ số 21, thì là hành cái từ V. Như vậy mình sẽ đã ngược lại, mình sẽ có cái này vô ban đầu. Một khẩu gì, một mã chia rất là đơn giản như cực kỳ hiệu quả trong hiện khi mà nó tồn tại. Thì đó là một mã sinh ra. Cái mã nữa nó cũng dễ không kém, nhưng nó cũng cực kỳ hiệu quả trong cái thời gian gọi là phong kiến. Thì gọi là một mã gọi là Virginia. Thì đối với Virginia mình có cái bảng nó nổi tiếng về cái Virginia này. Mình có thể dùng số cũng được, nhưng mình dùng cái bảng này cho mọi người nhìn dễ dùng. Ví dụ như bây giờ mình có một cái thông điệp là attack at door, tấn công vào nước Bình Minh đi. Cái mật khẩu của mình là Lemon. Cái chìa khóa của mình là Lemon. Mọi người thấy cái chuyện mà mình làm với cái Lemon sẽ là như thế này. Mình có cái chữ attack at door. Là cái này có là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. 12 ký tự đúng không? Mình có chữ Lemon là có 5 ký tự đúng không? Thì mình sẽ lặp lại cái chữ Lemon. Tới khi nào mà nó đủ cái số ký tự với lại cái attack door trước. Mình sẽ lặp lại Lemon một lần. Lemon lần 2. Chỉ cần LE nó là đủ. Nghĩa là mình làm sao cho cái plain text là attack at door. Attack at door và cái key của mình là lemon cùng số ký tự với nhau. Attack at door và lemon là e đó. Thì sẽ cùng số ký tự nha. Cùng số ký tự với nhau thì sau đó là như thế nào? Chắc mọi người cũng có thể nhận ra được, rất đơn giản. Mình có chữ A ở đây, mình có chữ L ở đây, mình gộp hai chữ này lại. Và dò cái bảng này. Có chữ A, có chữ L. Theo cái bảng này thì ký tự tiếp theo sẽ là ký tự mà được mã hóa sẽ là chữ L. Mình có chữ L. Sau đó mình có ký tự tiếp theo là chữ T và chữ E, không chữ, chữ T của attack at door này và chữ E của cái key. Chữ T và chữ E theo cái bảng sẽ là chữ X. Tiếp theo cái tự tiếp theo là X. Tương tự như vậy, và mình
làm hết cái sơ tác này, chỉ cần dựa cơ bản này thôi. Mình tìm có hai cái từ, mình tìm cái hai cái từ cắt nhau chỗ nào trong cái bảng này là sẽ phá được hoàn toàn. Một cái nữa, hồi nãy mình nói đó là cái thực thực tế mở hóa cho cái việc gọi là substitution, nghĩa là mình thay đổi cái từ này thành một cái từ khác. Mình có một cái mở hóa khác là transposition. Reference là một cái ví dụ của transposition. Cái mã hóa này thì nó không không có thay đổi nội dung nhưng mà thay đổi vị trí của những cái chữ. Như ví dụ như này, mình cần cái thông điệp của mình là we are the scholar run at once. Ba rail ba ba chính là cái số hàng mình cần, mình nói cụ thể như là dùng nếu là số rail là ba đi, mình sẽ viết cái dòng chữ đó, cái dòng chữ mình cộng hóa này we are the scholar thành ba hàng we. Mình thấy đây, we are this cover run as once. Mình thấy được không? Mình sẽ viết thành cái chữ zigzag như này. Cái này cũng gọi là một mã zigzag luôn. We are this cover as one run at once. Thì đó, thì sau khi mà mình viết cái chữ zigzag như này rồi á, thì mình sẽ cái văn bản mô hóa của mình sẽ là cái văn bản chữ thẳng, chữ ngang. W E C R U O vậy không? Đó là vậy. Không có vấn đề cả. Reference, đó là để về reference. Mình sẽ viết ở đây nếu mình ba rail thì sẽ viết thành ba hàng, bốn rail sẽ viết bốn hàng. Mọi người viết nhiều bao nhiêu rail cũng được nha, đủ là được rồi. Sau đó mình viết theo chữ xuất sắc. Sau khi viết theo chữ xuất sắc, mình sẽ lấy cái hàng ngang này và cái hàng ngang nó sẽ trở thành cái thông điệp mà mình cần mẫu hóa. Rất đơn giản, reference. Đây sau đó mình sẽ tới cái bộ mã mã học hiện đại. Thì cái này rất là phức tạp so với những cái lại là những cái gọi là chơi cho vui, không ai sử dụng nữa. Cái này mới đúng là những cái mình sử dụng hiện tại. Thì cũng sẽ hơi bị khó hiểu xíu, là mọi người cố gắng nghe. Đầu tiên mình nói như nãy là mình có cái mẫu hóa hiện đại thì nó chia thành hai dạng. Một là mẫu hóa bắn có súng, hai là mẫu hóa đối xứng. Nó khác nhau ở chỗ nào? Mẫu hóa, mình sẽ nhắc lại, mẫu hóa đối xứng là dùng một cái chìa khóa cho việc mã hóa và việc giải mã. Mẫu hóa bước đối xứng là dùng hai chìa khóa, một một cho mã hóa, một cho giải mã. Khác biệt duy nhất là chỗ đó thôi. Đó là chưa loại hai loại là mẫu hóa đối xứng và mẫu hóa đối xứng. Mình sẽ nói về mẫu hóa đối xứng trước. Mẫu hóa đối xứng có một cái rất là nổi biến, rất là nổi tiếng là DES, là Data Induction Standard. Thì cái này là một những cái đi đầu trong cái thế hệ cái gia đình luôn, nhưng mà bây giờ thì nó không xài nữa rồi. Có nhiều cái cách thì gọi là cố gắng phải cố gắng gọi là như này improve đó. Cải thiện nhưng mà nó không được dùng nữa, thì cái thằng successor của nó sẽ là như tốt hơn. Thì mình cũng tìm hiểu ở đây thì nó là như này. Một cái desk encryption là như nào? Cái dữ liệu đầu vào của mã hóa desk là 64 bit plain text. Như nãy mình nói plain text là cái chữ mà mình cần mã hóa, nó chưa được chưa mã hóa, và cái đầu ra của nó là 64 bit ciphertext. Nó nhận vào 64 bit và nó cho ra 64 bit. Nếu mà không biết điểm của bạn lớn hơn 64 bit thì nó sẽ cắt cái thông điệp đó ra thành từng cục từng cục từng cục từng cục từng cục từng block. Thì cái này gọi là block cipher là vậy. Nó không mã hóa liên tiếp mà nó sẽ mã hóa, nó cắt cái thông điệp ra từng cục từng cục từng cục từng cục. Như vậy nó sẽ 64 bit, mỗi 64 bit nó sẽ vào trong cái từ đó mã hóa và cho ra 64 bit đã được mã hóa. Và nhưng hồi nãy mình nói mã hóa này cần cái chìa khóa, thì Desk sử dụng một cái key là 64 bit luôn. Tất nhiên là 64 bit để mà nó phù hợp với những cái 64 bit đầu vào với 64 bit đầu ra. Nhưng mà 8 bit của nó sử dụng để check, để validate check, là để kiểm tra hơn. Không có nghĩa gì hết. Còn lại chính xác chỉ có 56 bit là được sử dụng để làm mã hóa thôi. Thì chính là cái việc mà 56 bit này ngon, tại vì 56 bit đó rất ít. Cái thời đại hồi xưa thì nó nhiều, còn bây giờ 56 bit thì nó không bao nhiêu hết, cho nên là cái thực tế này nó dễ bị rất là vậy. Mình nhất cũng làm cũng cỡ 23 giờ là đủ để mà rất cái thực tế nó desk rồi. Thì vì cái kiến trúc chung của cái desk
nhìn nó hơi bị khó hiểu chút xíu nhưng mà rất là nhẹ nhàng xây hết cho mọi người đây. Như nãy mình nói, sau khi tôi biết đầu vào, sau khi tôi biết đầu ra, và sau biết kỳ, thì như cái hình ảnh không có gì đặc biệt hết. Bên trong cái nhìn như này, sau khi biết đầu vào, sẽ qua một cái đầu tiên ta gọi là initial foundation. Tiếp mình sẽ nói cụ thể là cái gì. Sau đó, cái kỳ nè, năm sau biết kỳ nè, nó sẽ qua một cái thuật toán ground key generator. Từ cái 56 cái key này mình sẽ tạo ra 16 cái key khác, 16 cái key nhỏ, mình sẽ gọi đó là key K1, K2 đến K16, có 16 key. Từ 56 cái này ra 16 bit, ra 16 cái key khác. Những cái key như vậy, từng cái key như vậy, mỗi key có 48 bit. 56 bit key server tạo ra 16 cái 16 cái key nhỏ, và mỗi cái 16 cái key nhỏ lại nó thành 48 bit. Và sau khi cái plain text này nó qua cái initial permutation đầu tiên nữa, nó sẽ qua từng ra một là 16 ra, mỗi ra như vậy sẽ có một tí chỉnh chỉnh chỉ đổi chút xíu, và nó sẽ cộng cái key, cộng cái chìa khóa này vào 48 bit này vào, ra hai sẽ cộng vào cái 48 bit này vào, tới như vậy tới ra 16 cộng 48 bit này vào, cuối cùng nó qua cái final permutation ra được cái 64 bit đỡ được mã hóa. Cho nên sẽ ghi và cụ thể từng bước như này. Đầu tiên sẽ là từ sau tôi biết đầu tiên sẽ vào cái initial permutation trước. À không, mình sẽ làm cái mình sẽ làm cái tạo cái đầu kia trước. Mình là nãy mình nói mình có 56 bit server key, mình sẽ làm sao để cho nó ra được cái 16 cái key nhỏ, mình sẽ nói cái phần đó. Đầu tiên mình sẽ có 64 bit key như thế này. 01001 thì vì nó là cái binary thì tất nhiên nó chỉ có dạng này thôi, mọi người thông cảm. Thì 64 bit key này á, nó sẽ qua một cái bảng gọi là bảng BC1 ở đây. Mình có show cho mọi người ở đây cái bảng BC1 luôn. Cái này rất là dạng không có gì đặc biệt hết. Đầu tiên thì cái dòng này nghĩa là cái gì? Đầu tiên là số 57 ở đây, ý nghĩa của nó là như nào? Ý nghĩa là cái bit số 0, vị trí đầu tiên của cái bit này nó sẽ là cái bit ở vị trí 57 của cái sản phẩm mình được tạo ra, của cái ca cộng mình được tạo ra. Cái bit vị trí số 2 cái bảng này nó sẽ là bit ở vị trí số 49 của cái mình tạo ra. Cái bảng này là cái bảng để mình trao đổi vị trí, không có gì đặc biệt hết. Mình thấy cái bảng này mình trao đổi vị trí này sẽ gặp lại rất nhiều bảng khác nhau để mình trao đổi vị trí khác nhau, cho nên là cái này sẽ mình tí sẽ quay thôi, mình sẽ nói một lần cho rõ là luôn là cái đầu tiên này sẽ là vị trí số 57, cái thứ hai sẽ vị trí số 49, chín số 41, 33, 25, những cái này sẽ theo cái bảng này trao đổi vị trí và thành cái 56 bit cao tổng. Mình thấy đây 56 bit không, từ lúc ban đầu 64 bit mình trở thành 56 bit rồi, thì cái bảng này nó không có đầy đủ, không có đủ 64 ở đây, những cái bit 8 bit nó sẽ bỏ đi và sau đó mình cuối cùng mình có 56 bit ca cộng này. Như nãy mình nói là chỉ sử dụng đúng 56 bit kỳ thôi, còn 8 bit còn lại mình sẽ dùng để check thôi. Thì khi mình có được 56 bit ca cộng này mình sẽ làm gì tiếp theo? Sẽ chia làm hai phần. Đầu tiên là phần chia hai phần, sẽ đây có phần màu xanh dương và cái phần màu xanh lá, xanh dương và xanh lá. Thì cái phần xanh dương mình gọi là phần C, sẽ lá là phần D. Thì cái phần C này đầu tiên đây 1111000 xuống đây 1100 này y chang nha, 0101010 010110 010110 đây y chang. Sau đó mình sẽ làm gì với những cái này? Từ cái C0 và D0 mình sẽ tạo ra 16 cái hàng con của nó. Từ C0 mình sẽ tạo ra từ C1 tới C16, từ D0 sẽ tạo ra từ D1 tới D16. Mình tạo ra những cái đó như thế nào? Có một cái bảng ở giữa đây rất có nhiều bảng nha. C1 thì sẽ dịch chuyển một đơn vị, C2 sẽ dịch chuyển một đơn vị, C3 sẽ dịch chuyển hai đơn vị, dịch chuyển nó như thế nào mình thấy đây. Nhìn kỹ cái chỗ này góc đầu tiên thôi, C0 đầu tiên sẽ là như thế nào, 1111 000 dịch chuyển là như thế nào, mình cầm cái số 1 đầu tiên này mình cho nó cuối hàng rồi mình đẩy tới những cái tự đằng sau lên. Nhìn có phải không nha? Như số 1 này ra là sao, thấy không? Mọi người thấy không? Ban đầu đó là 10111
bây giờ nó đẩy lên một chút xíu hơn, và những cái từ sau sẽ đẩy lên theo, ví như là mình có 111000, được không? 111000. Xin lỗi, đây là bệnh quá. Sau đó mình sẽ có được cách C1. Tương tự mình có qua cái C2, cũng là C2 mình sẽ có đảng rồi đi, cũng là di chuyển một đúng không? Thì C2 nó sẽ di chuyển một của các C1. Nó thấy C1 ở đây là 111000 đúng không? Cái này sẽ cầm số 1 của C1 qua cái đằng sau và đẩy tất cả những cái từ đằng sau lên. C2 sẽ thành 110001. Mọi người nhìn kỹ đây, nó tất cả những cái này nó đều giống với cái C1 không đầu tiên hết, nó chỉ là đẩy vị trí lên thôi, không có gì đặc biệt hết. Thì tương tự với D0, D0 thì bên C1 mình đẩy một vị trí, D0 mình cũng đẩy một vị trí sang D1, đẩy một vị trí sang D2, đẩy là như vậy. Mình sẽ có C0 tới C10, mình có từ C0 mình sẽ có được C1, C16, từ D0 mình có được từ D1, D16. Rồi mình có được những cái CD mình làm như thế nào? Mình sẽ làm như thế này, mình sẽ ví dụ là mình lấy cái C1, D1 ở trước, thì mình có C1, D1 đây, nhưng mà y chang lại thôi, cái gì là được. C1, D1, mình sẽ gộp lại thành một cái nhất không? C1, D1 ở đây. Sẽ qua một cái bảng, y chang như cái phần đầu, không có gì là được. Cái từ đầu tiên này, nó sẽ là cái từ 14, gửi kết quả ra. Tức là như vậy, cái từ thứ hai sẽ được cái từ 17 ra. Và mình sẽ làm hết cái này, sẽ ra được cái K1, C1, từ C1, D1 sẽ có được K1. Tiếp theo là sẽ có, mình sẽ quăng tiếp C2, D2 vô. Cái bảng này sẽ ra được K2, C3, 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 D3 sẽ ra được K3. Tiếp tục như vậy, mình sẽ có từ K1 đến K16. Đó là kết quả mình cần, những cái key mình cần. Những cái round key mình sẽ sử dụng trong cái nhóm hóa mình. Như vậy, tất nhiên là mình hoàn thành cái việc tạo key từ K1 tới K16. Mình sẽ quay lại chỗ này chút xíu. Mình sẽ nói cái chỗ cụ thể mình hoàn thành là chỗ nào. Đây, chỗ này. Từ nào sao biết ban đầu vào, mình qua được cái thuật toán tạo key, mình có được từ K1 tới K16 rồi. Thì bây giờ, mình sẽ nói cụ thể vào trong cái phần đây mình nói key, chỗ nói cái liệu hết. Vì mình sẽ nói vào cụ thể với các sinh viên liệu. Và những cái bước mình sẽ làm bên chỗ này. Đầu tiên sẽ qua cái là initial permutation, hồi nãy mình có show cho mọi người thấy. Qua cái bảng nữa, y chang này, chả khác gì cả. Từ cái số 0 này, nó sẽ thành cái từ số 58 trong cái bảng mà mình được ra. Tương tự 50, 42, 34. Hết tất cả những cái này. Thành hết những cái chị hay là vị trí không? Mọi người thấy cái bảng sử dụng rất là nhiều, mà mỗi lần sử dụng một cái bảng khác nhau. Cho nên là đó, mình sẽ ra được từ cái message ra được cái phần đầu tiên là initial permutation. Tiếp theo sẽ qua cái một cái round của mình. Đây, đầu tiên mình qua được cái phần initial permutation rồi. Đây mình sẽ vào một cái round, mình không thể nào nói hết được 16 round được, nhưng tại vì tất cả 16 round đều giống nhau hết, thì mình sẽ nói một round cụ thể. Trong một round nó sẽ làm cái gì? Đây là trong một round sẽ làm cái gì? Thì mọi người nãy mình nói rồi á, là dữ liệu đầu vào mình là 64 bit đúng không? Cái message mình là 64 bit, thì qua cái initial permutation nó vẫn là 64 bit. Thì 64 bit đó mình sẽ chia hai bên, bên phải bên trái. Bên trái là 32 bit, bên phải là 32 bit, giống nhau. Sẽ mình ra làm gì? Nguyên cái phần bên phải này, mình sẽ lấy toàn bộ phần bên phải này thành cái phần bên trái của phần tiếp theo. Cái này ví dụ ra một đi, ví dụ ra một đây là 32 bit L1 và 32 bit R2. Thì cái 32 bit lọc 32 bit L1 và 32 bit R1, thì 32 bit R1 này nó sẽ trở thành 32 bit L2. Cái này nó sẽ quăng xuống đây, không làm gì hết, không đụng gì không hết, nó sẽ quăng toàn bộ này xuống đây. Còn cái 32 bit L này nó sẽ so với kết quả cuối cùng. Và 32 bit R này sẽ qua tất cả những cái này. Và sau khi qua những tất cả những cái này, nó sẽ dùng một toán so. Thì toán so ở tiếp theo mình sẽ nói cụ thể ra. Đây, tức là mình là người bên của bậc, mình cũng biết so là gì. Rất là dễ, tiếp mình sẽ nói cụ thể ra. Thì cái 32 bit này
Sewa Elite Selection sẽ so với cái Rocky, sẽ qua cái Xbox, sẽ qua cái Permutation, cuối cùng sẽ so với cái phần bên này, sẽ ra được cái phần tiếp theo. Mọi người hiểu đúng không? 32 bit phải sẽ trở thành 32 bit trái của hồi tiếp theo. 32 bit trái sẽ gộp với cái phần kết quả của 32 bit phải, sẽ qua được 32 bit phải tiếp theo. Đó là như vậy. 32 bit này còn xuống đây, 32 bit này, 32 bit này sẽ qua tất cả những cái function và so với cái kết quả của này. Đây là cái này. Đây, và hai phần này tiếp tục sẽ qua cái row 2 cũng tương tự luôn. Cũng sẽ cái này sẽ nằm ở trên này, cái này sẽ nằm trên này và tiếp tục tới row 16. Mình sẽ cụ thể những cái phần bên trong này từ Abyss Selection, so Xbox Rotation và số cuối cùng. Thì Abyss Selection, Abyss Selection là như nào? Là những cái bảng không có gì đặc biệt hết. Có, sau khi Initial Rotation sẽ ra cái này, có ra được hai bên là L0 và L0. Như nãy mình nói là có L0 và L0 á. Mình cái phần L0 không làm gì hết, mình chỉ làm việc với L0 thôi. Có lại nha. Cái lời này sau là không làm gì hết, mình chỉ so với cuối cùng thôi. Chỉ có phần này mình mới qua được cái chỉ có 32 bit phải là nó qua cái phần function thôi. Thì đầu tiên dữ liệu như thế này, mình cắt hai phần bên phải bên trái. Mình sử dụng bên phải, mình qua cái bảng này. Cái tự đầu tiên của cái này sẽ là cái tự 32 của cái này. Cái tự thứ hai của này sẽ là cái tự thứ nhất của cái hình này. Đó. Mình sẽ có được cái R0, cái E của R0. Sau đó mình sẽ, sau khi mình qua được cái Edit Selection, sẽ tiếp tục tấn so với cái Rocky. Thì so là như thế nào? So là như thế này rất đơn giản thôi. Mình có cái key ở đây là K1 phải không ạ? Nãy mình ra được đóng cái key từ K1 đến K16. Thì đây là K1. Đây là cái R0 sau khi nó quay cái E. Thì là như thế này. Từ cái K1 này, thì tới so là như thế này. Nếu 2 bit so là 2 bit 0, thì kết quả sẽ là 0. Nếu 2 bit so là 0 với 1, thì sẽ ra kết quả là 1. Nếu 2 bit so sẽ là 1 với 0, kết quả cũng là 1. Nếu mà 2 bit so là 1, 1, sẽ có kết quả là 0. Cái này nếu mà mọi người về làm về nhiều cái máy tính và cái mã hóa rất là đơn giản, cái ai cũng biết rồi, biết là chắc cũng thường. Thì đây 0 với 0 theo sau sẽ ra 0, ra 0 ở đây. 0 với 1 kết quả sẽ là 1, 1 ở đây. 0 với 1 kết quả sẽ là 1, 1 với 1 kết quả sẽ là 0. Như vậy so cái key, đây là cái phần mình sử dụng cái key này. Cái key ở đây và cái R0, hai cái so lại và ra được kết quả như này. Đơn giản không có gì cả. Sau đó mình qua cái phần so với ra key rồi. Thứ tiếp theo sẽ qua cái phần Xbox. Xbox nó hơi phức tạp xíu. Sẽ nói cụ thể ra. Thì sau khi mà mình so cái phần K cái là cái R nữa, mình ra được cái đống này. Mình thấy đây. Thì mình sẽ làm như thế nào? Những cái này mình sẽ chia nhỏ ra thành từng phần. Phần 1, phần 2, phần 3, phần 4, phần 5, phần 6, phần 7, phần 8. Phần 1 mình lấy ra 0 1 1 0 0 0 0, 0 1 1 0 0 0. Thì sau đó mình sẽ làm như thế nào? Mình thấy đây, mình tô đỏ hai số 0 ngoài. Là như thế nào ở đây? Sau khi mình lấy một phần nhỏ của cái này ra, có 8 phần, mình lấy phần đầu tiên này ra, thì hai cái bit ở ngoài cùng mình sẽ gọi là outer bit, 4 cái bit ở trong mình gọi là inner bit. Bit ở ngoài, bit trong, như vậy đó vậy. Thì mình sẽ lấy hai cái bit ngoài này là 0 0, đúng không ạ? Mình theo cái bảng S1, nó sẽ có rất nhiều bảng từ S1 tới S8. Cái phần đầu tiên sẽ là S1, phần thứ hai sẽ là S2, phần thứ ba sẽ là S3. Tới vậy tới S8 thì mình sẽ dùng S1 trước. Mỗi cái bảng S sẽ khác nhau nha. Mình sẽ đầu tiên sẽ có hai cái bit ngoài là 0 0, đúng không ạ? Nhìn theo bảng này là 0 0 ở đây. Hai bit trong là 1 1 0 0, đúng không ạ? Mình sẽ dùng cái bảng này 1 1 0 0 ở đây. Và hai cái bit ngoài 0 0 ở đây, 1 1 0 0 0 0, chúng ta sẽ lấy gì? 0 1 0 1. Mọi người thấy đúng không ạ? Sẽ lấy hai bit ngoài ra là bit 0 ở ngoài này, bit 0 ở ngoài này, nó sẽ là 0 0.
không không. Bây giờ nghe 1100 bốn bit giữa 1100 sẽ là 001 01 01 ở đây ha, nhìn thấy không? Sau khi cái inbox sẽ là 0101 ở đây. Tương tự cái phần này sẽ lấy hai bit ngoài đó là 01 và các bạn S2 và dò nó ra sẽ là kết quả này. Hai bit ngoài là 00, hai bit giữa là 1111. Giờ các bạn S3 sẽ ra là cái này. Tương tự như vậy, hết 8 cái bảng S sẽ ra được cái quả này. Mà thấy cái này rườm rà, cái này nó thấy nó kỳ cục. Tại sao được có cái bảng S này, ở đâu ra rồi cái bảng S này? Tại vì thực tế là cái bảng S này cực kỳ quan trọng. Tại vì nếu mà không có bảng S này, cái thuật toán rất là dễ bị phá vỡ. Cái này là trong những cái tìm hiểu chắc chắn là như vậy. Nếu mà không có cái thuật toán này thì Dash nó rất là dễ để phá vỡ, nhưng mà nếu mà không có thuật toán này thì cực kỳ dễ nữa. Nó là như vậy. Qua cái Xbox mình sẽ qua một cách computation nữa. Computation làm cái gì? Dò cái bảng có gì đặc biệt 0, 16, 1, 7, đó mình dò hết cái bảng này từ cái kết quả hồi nãy mình ra từ cái Xbox. Sau khi làm cái tài liệu Xbox ra cái bảng này và ra được cái F. Và cái F đó mình sẽ so với cái 32 bit hồi nãy mình chưa được gì hết, để mình mới được 32 bit phải thôi. Thì mình có 32 bit cái thì mình so với cái bảng đó là xong. So như nãy nó 0010, như đây là 10 đi sẽ là 1, 10 nó cũng sẽ là 1 luôn, mình sẽ 0101 cũng sẽ là 1 luôn đó. Như vậy so cái L0 mình chưa động gì hết và cái S sau khi qua tất cả những bước vừa rồi, so hai này với nhau sẽ là được cái L1. Sau đó sau khi mình ra được hai cái đó, mình sẽ hoàn thành được cái L1. Sau khi mình có ra được cái R1 sẽ dùng kết quả R1 mình sẽ làm tiếp R2 tương tự y chang và tiếp tục sẽ làm hết làm tới R16. Sau cuối cùng R16 mình ra được, mình sẽ qua một cái final permutation, sử dụng cái bảng. Mình để cái bảng này chắc mình tự hiểu là cái bảng để làm cái gì rồi. Thì ra được cái bảng này, mình ra được kết quả đó, mình sẽ so xin lỗi sử dụng cái bảng này và ra được kết quả cuối cùng, đó là cái hộp toán Dash. Hơi bị dài một xíu luôn nhưng mà hơi bị khó hiểu một xíu, nhưng mà cái mọi người nhìn kỹ nó rất là đơn giản thôi, chỉ có điều này. Xin tính ra chút xíu là mình có 56 bit key qua cái thuật toán sẽ tạo ra được 16 cái chìa khóa, mỗi cái chìa khóa này có 48 bit. Cái plain text ban đầu sẽ qua cái initial permutation, sau đó sẽ vào 16 round, mỗi round này sẽ cộng với cái key từ key 1 đến key 16, sau 16 round này sẽ qua cái final permutation và ra được cái 64 bit, đó là Dash. Dash này thì nó đã quá cũ rồi, nó không còn hiệu quả nữa rồi, không còn ai sử dụng nữa. Sau này mọi người cố gắng cải thiện nó bằng cái gọi là Triple Dash, nghĩa là mình làm cái Dash 3 lần thôi, nhưng mà nó vẫn chưa đủ. Bây giờ một cái Dash bình thường chắc là cỡ mình em nói mình nhớ là cỡ 23 giờ, một cái máy tính bình thường chắc cỡ 23 giờ sẽ rắc được cái Dash này, chứ không ai sử dụng nữa. Nó sẽ có một cái thằng successor và thằng IIS. Thằng này thì tuyệt vời, này thì không gì nói hết, tới giờ vẫn không có ai mà phá vỡ được nó hết. IIS này cái key của nó không phải là 56 bit như thằng Dash nữa, nó sẽ là 182 bit, lớn hơn rất là nhiều và cái thuật toán nó phức tạp hơn rất là nhiều so với thằng Dash. Và ban đầu tiên á, giống như tất cả những cái thằng khác thôi, thì tất cả những thuật toán môn hóa phần lớn là của thằng NSA của Mỹ. Sau khi nó nghiên cứu và nó sử dụng, sẽ mang ra những cái nào mà họ thấy có thể sử dụng cho cộng đồng được, sẽ mang ra giới thiệu. Thì cái này là những cái đầu tiên họ sử dụng trong cái quân sự của họ, sau này họ đem ra ngoài luôn, cho tất cả mọi người sử dụng luôn. Và họ vẫn sử dụng cái này luôn nha, ở người Mỹ, các chính quyền Mỹ và trong quân sự họ vẫn sử dụng cái này, họ rất là tự tin luôn, vẫn sử dụng cái này và tất cả người khác cũng vẫn sử dụng cái này, tại vì nó gần như là không thể nào phá vỡ được cái này, tới hiện tại là như vậy. IS này có rất nhiều cái số lượng key, đây mình cái số lượng key nhỏ nhất của nó là 128 bit, 256, 512, rất nhiều, muốn tăng bao nhiêu bit cũng được. IS key nó không có giới hạn trong việc đó, không giới hạn như 56 bit như là của thằng Dash. Thì với cái số lượng key nhỏ nhất là 128 bit, nó sẽ mất vài tỷ năm nên có thể mà thử tất cả những cái trường hợp để mà ra được cái key của thằng S này. Mấy tỷ năm đó là lớn tuổi hơn cả cái vũ trụ của mình,
có cách nào mà sử dụng những cái phần cứng của mình hiện tại với công nghệ mới, cái như là máy tính lượng tử, có thể là có máy tính lượng tử thì vẫn là đang trong nghiên cứu rất là nhiều. Nói với công nghệ máy tính hiện tại của mình không một không một không một á, là những cái phần cứng hiện tại là cái máy tính one-in-one, thì cái việc mà trong tương lai có thể nhìn thấy được đó là như là không thể nào mà mình phá bỏ được cái thực tế này gì hết. Và nếu mình muốn phá bỏ nó, ở đây mình có ghi ở đây là bên với chỉ với 128 bit thôi nha, chưa nói những cái số lượng kia lớn hơn, thì để phá bỏ được 128 bit KBS thì yêu cầu lưu trữ 2 mũ 18 bit, 2 mũ 88 bit dữ liệu, khoảng 38.000 tỷ terabyte, lớn hơn toàn bộ dữ liệu trên đất năm 2016. Đừng nói đến siêu máy tính, cả siêu máy tính không làm được cái việc này, nó không có nào phá vỡ cái IS được. Và hiện tại là không có cuộc tấn công nào với ai đó không biết được khóa hay đọc dữ liệu một HBIS khi được triển khai chính xác. Cái từ khóa này khi được triển khai chính xác, tại vì nếu mà có cái key thì họ đọc được, thì làm sao để mình bảo vệ key đó là cái điều quan trọng. Còn cái thằng thuật toán thì IS cực kỳ bảo mật rồi, không có vấn đề gì nữa. Thì để hết cái IS này á, mình có sưu tầm được một cái file flash ở trên mạng thì nó rất là rõ ràng, nó rất là tuyệt vời, cho nên mình xin giới thiệu mọi người cái đó luôn. Nó tuyệt vời những cái thứ mình làm được. Đây là để mình share cái đó cho. Đây. Đây là cái flash mình tìm được trên mạng. IS thì gọi là Gmail Cipher. Thì đây mình xin credit cho bạn Enric Zabala là tác giả của cái này, thì mình xin mượn về để mình nói cho cái bối trình này. Cái này rất là tuyệt vời luôn, rất là rõ ràng. Thì Gmail, cái thằng Gmail là IS này cùng một cái là người tác giả họ nghĩ ra cái tên là như vậy. Thì Gmail nó có một cái như là hàng desk thôi, thì có một cái blank text vào và cái server text ra và xạ cái server kia vào trong cái giai đoạn đó. Thì cái input của cái thằng IS là block như nãy mình nói, thì tất cả những cái mã hóa desk và những mã hóa IS giờ mình sử dụng block đó, dữ liệu không biết còn lớn như mức nào, mình sẽ chia thành từng block tùy theo cái đó là IS nào, mình chia từng block khác nhau, thì mỗi block nghiệm từng hóa từng block một, chứ không phải mã hóa liên tục. Thì đây ví dụ, đây ví dụ mình có một cái message ở đây là 32.43.F6.A8.88 và 243.F6.A8.88 như vậy. Và đây là cái server key. Thì cái như nãy mình nói rồi, cái server key này sẽ qua một cái nhắn nhắn như cái index thôi, cái server key này sẽ qua cái phần scheduler để mà tạo ra những cái row key, những cái key nhỏ nhỏ tạo ra 10 cái row key, và còn cái phần này sẽ qua cái phần mã hóa. Thì mình sẽ không tả mọi người ở đây, mình sẽ tua cái phần tạo key giúp để nó dễ hiểu hơn. Thì key mình sẽ có đầu tiên như thế nào, có block như thế này 2B7E15162828AED2A6 ở đây. Giờ tôi sẽ làm như thế nào? Rotation warp, tôi sẽ làm rotation warp. Sẽ lấy cái cột cuối cùng đó, mình thấy không? 09CF4F33C sẽ tháo vị trí nó xuống, số 09 xuống cuối cùng. Đẩy như kia lên. Đầu tiên nữa sẽ đó là rotation warp. Sau đó mình sẽ supply, mình có một cái bảng. Bảng export. Mình thấy cái bảng rất là nhiều. Ở đâu cũng có bảng export được hết. Thì sẽ dò cái bảng này và thay đổi ký tự theo cái bảng đó. Như này mình có 4F nha, ví dụ mình nhìn luôn nha. Mà hơi bị nhỏ một xíu nha. 4 ở đây, F ở đây, 4F sẽ thành 84. Phải coi 84 không nha. 84 đúng không? Đó. Sẽ làm hết tất cả những cái cột đó ra được cái này. Từ 09CF 4F3C sẽ thành 8A84EB01. Cái đó. Và mình sẽ dùng cái cột đầu tiên, cột 2B7E1516, mình sẽ so như nãy mình nói với bạn cái thời chấm so này. So với cái kết quả vừa rồi mình export và so với cái đảng nữa là recon, ba lần nó so thì sẽ ra được cái kết quả A0 FA FE17. Kết quả sẽ là cái đầu tiên của cái round tiếp theo.
tương tự như vậy, lấy hai thằng này ra. Không, cái tiếp theo hồi là tương tự mình nhầm mình không cả. Cái cột thứ hai sẽ đơn giản hơn, cột thứ hai sẽ lấy cái cột đầu tiên và mình so với kết quả của cái cột thứ hai của cái bảng trước. Đây dù cái cột đầu tiên là nó được là không đúng rồi, sẽ so với kết quả của cái cột thứ hai của cái bảng trước sẽ ra kết quả, tức là cái cột thứ hai của bảng này. Đây cái cột thứ ba sẽ là dùng cái cột trước với cột thứ ba so lại với nhau kết quả. Đây cột thứ ba với cột cuối cùng của cái trước so lại với nhau ra được kết quả. Sau đó mình sẽ từ cái cell key đầu tiên sẽ là cái row key 1. Cái hai như thế nào? Tương tự như vậy. Lấy cái ngay trước nó, rotation work, chuyển cái hai xuống dưới và đẩy tất cả cái trước lên. Sau đó mình ra cái rotation work này. Sau đó mình sử dụng supply do cái đẩy. Đây kết quả, sau đó mình sẽ so với cái cột đầu tiên và so với cái cột con ba cái và tiếp theo. Tương tự làm như vậy mình sẽ ra được cái row key tiếp theo là row key 2. Tương tự như vậy mình sẽ làm tiếp 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 cái nào mình đủ cái số row key thôi. Cái đó là cách mà mình tạo key trong AS. Mình nói số mình có key thì mình sẽ làm cái gì? Mình nói là cái quá trình mà key nó chạy, còn cái này là cái quá trình mà cái bài test nó vào. Đầu tiên ở đây mình có lại cái server server key ở đây, cái văn bản đầu tiên nó ở đây, nó đầu tiên nó sẽ được so với server key à, đầu tiên initial bao là cái nào đầu tiên. Đầu tiên mình có server key, cái server key gốc nha, mình sẽ so nó với cái văn bản đầu tiên vào, văn bản chưa được bỏ hóa, sẽ so cái server key và cái văn bản đầu tiên chưa được bỏ hóa. Sau mình sẽ qua chín lần cái bước này. Mỗi cái bước này nó có một cái row key. Row key hồi nãy mình tạo ra từ 0 tới 10. Ở đây 9 lần ship by, ship row, miss column, add row key. Ra được kết quả, quay lại đầu tiên ship by, ship row, miss column, add row key. Quay như vậy 9 lần. Tới lần cuối cùng mình sẽ ship by, ship row và add row key, chỉ có add row key không. Không có miss column cái phần cuối cùng. Sẽ là cái final row. Từ cái đầu kia mình lại vào đây, cái là như vậy là hoàn thành cái DS mình nói không mà. Ví dụ như là tiếng server key add vào cái bàn text qua chính ra mỗi ra add cái key vào và cái là cuối cùng add key vào và ra là kết quả. Ở đây nó có chạy luôn. Cái này quá tuyệt vời, mình tìm được cái này rất là may luôn. Rất là đơn giản các mọi người thấy luôn rồi. Đầu tiên mình sẽ có 4 bước. Mỗi ra nó sẽ có 4 bước như này mình nói: Ship by, ship row, miss column và add row key. Bước đầu tiên, ship by sẽ làm gì? Là mình xem cái export thôi. Có gì đặc biệt cả. Thay thế. Ví dụ 19 ở đây, mọi người nhìn thấy được số luôn. Ví dụ 19 sẽ là số 1 ở đây. Và số dưới đây 19 sẽ thành D4. 1, 9, D4. Thay đổi vị trí nó thành D4. Chúng tôi như vậy, thay đổi tất cả những cái biết đó. Đó là bước ship by. Thay đổi bước ship row. Ship row nó còn đơn giản hơn, mọi người nhìn và thấy được không có vấn đề gì. Đầu tiên, cái hàng thứ hai tại đây một vị trí 27 là số cuối cùng. Hàng thứ ba đến hai vị trí. Thứ tư để lên ba vị trí, rất đơn giản, không có gì đặc biệt hết. Đó là phần ship row, như cái tên nó như nói rồi, ship và row thì chuyển hàng. Thứ ba là miss column là trộn cột, nó cũng tương tự như cái ship row nhưng mà nó là cột. Mình nhìn nè, cái cột mình sẽ qua cái ma trận, mình nhân ma trận những cái D4 này. Đó là cái cột quan trọng ra được kết quả. Vì vậy mình sẽ làm 4 cột. Đầu tiên là cuối cùng là bước arrow key.
Aroki thì sau khi mình có được từ kết quả vừa rồi á thì mình sẽ so thôi. Lúc nào cái Aroki cũng được so hết thì mình có cái cột đầu tiên của cái sau khi mình qua được cái bước Musculum nữa, và cái cột đầu tiên của cái Aroki mình so lại với nhau ra được kết quả. Đúng rồi, so hai cái tiếp theo, thế là xong, thế là hoàn thành. Sau đó họ tiếp tục làm cái này 9 lần nữa. Đây họ rất là tuyệt vời, họ làm cho mình luôn, họ làm cái này làm chính xác luôn, có kết quả luôn. Nếu người có thời gian mình có thể làm lại cho người. Đầu tiên là bước input đúng không? Input đây là cái bài bản ban đầu của mình. Cái này là cái kỳ đầu tiên á, server kỳ mình chưa có tạo ra kỳ á. Ra một sau khi hạ xong kết quả ra một ship by ship row column cuối cùng là so với cái đầu tiên mình được generate ra từ cái server kỳ đầu tiên. Tương tự như vậy cái kết quả đầu ra đó thì cho tiếp vào đây ship by ship row column rồi cuối cùng lại tới sau kia. Tương tự như vậy, tương tự như vậy, tương tự như vậy. Thế cái đầu mùa mọi người nhớ cái đầu mùa là cái đầu không có mix column là ra cuối cùng sau khi làm xong cái ship by cái ship row cái đầu kia vô sau khi cái đầu kia như lại ra được kết quả cuối cùng của cái hình ảnh mẫu hóa AS này. Mọi người thấy nó rất là phức tạp, đủ phức tạp để mà đảm bảo an toàn cho cái việc mẫu hóa. Đó là toàn bộ về cái phần cái phần IS thì mình xin quay lại cái phần slide hình chiếu. Còn nó chạy mất. Ê, như là mình nói thì IS nó là như vậy. Cực kỳ quan đầu bán tầng nhất là gì? IS là một những cái là ở đâu cũng có IS, bây giờ tất cái gì nó là mã hóa cũng dùng IS đó. Cực kỳ an toàn, cực kỳ bảo đảm. Cái thiết bị nào họ cũng bây giờ họ chế là phần cứng cái gì họ cũng hỗ trợ cho nó là IS hết. Thì đó là phần IS. Sau đó mình xin qua nói qua cái phần RSA. Nãy mình nói IS là DES. Hai cái này điểm đặc biệt của nó là cái gì? Nó là mã hóa đối xứng, nó sử dụng một key để mã hóa và sử dụng đúng cái key đó để giải mã. Cái rồi ta cái vấn đề của cái đó là như nào, dụ bạn bảo đảm an toàn như thế nào chăng nữa thì bạn cũng phải đưa cái key đó cho cái đối tượng mà bạn muốn họ đọc. Ví dụ bạn có A B bóp phải list thì nếu mà bóp muốn gửi một cái thông điệp gì đó cho Alice và đã được mã hóa thì bot cũng phải đưa luôn cái chìa khóa đó cho Alice thì Alice mới dùng cái chìa khóa đó giải mã được, nếu không Alice không thể nào hiểu được cái thông điệp là như nào. Như vậy có một cái vấn đề ở đây á là làm sao để gửi cái key đó an toàn, cái là nhức nhối nhất trong trong cái việc mã hóa là làm sao để bảo đảm cái key đó an toàn. Với cái thuật toán nó cực kỳ an toàn rồi, AS rất là an toàn, không còn chơi vào đâu nữa. Nhưng mà làm sao để mà chuyển cái key AS qua cho đối tượng nhận, mà họ có thể chỉ có đối tượng nó được nhận được đúng cái key thôi, còn không ai nhận được hết. Làm cách nào thì họ mới nghĩ một cái thuật toán khác, thuật toán mặc dù rất là mạnh mẽ nhưng phần lớn dùng để hỗ trợ cho cái việc bảo đảm cái việc chuyển key an toàn qua một cái kênh không an toàn. Đó là thuật toán sử dụng key bất đối xứng. Cái ví dụ rất là mạnh là RSA. Bất đối xứng là như nào? Thay vì mình sử dụng một cái key cho việc mã hóa, một cái key cho việc mã hóa và việc giải mã thì RSA và những thuật toán bất đối xứng phải dùng hai cái key khác nhau. Một cái key là để mã hóa và một cái key để giải mã. Xin nói lại, một cái key để mã hóa và một cái key để giải mã, hai key phân biệt khác nhau. Key để mã hóa thì dùng để mã hóa, key để giải mã dùng để giải mã. Cho dù đối tượng kia nó có được cái key mã hóa nhưng nó không có được cái key giải mã thì nó không làm gì gì hết. Vì cái ứng dụng như nào, cái hiểu rất là nhiều, có thể chữ ký số nó cũng như vậy, chữ ký số là cái này chứ không có gì khác, không có gì đặc biệt hết. Thì mình xin ví dụ đây,
gia đình có Bob. Bob muốn gửi thông tin S cho Alice. Cho Bob làm như thế nào? Bob biết rằng là Alice có hai cái key. Key mà Alice dùng để mã hóa gọi là public key. Key mà Alice dùng để giải mã gọi là private key. Alice có hai cái key. Mình sẽ là Alice có hai cái key. Một cái là public, một key private. Một key dùng để mã hóa, một key dùng để giải mã. Sau đó Alice dùng cái public key này. Public key của Alice tất cả mọi người đều biết, ai cũng biết được hết. Alice không ngại gì đó, tại vì có cái public key chỉ dùng để mã hóa thôi. Và muốn giải mã là cái thông điệp đó cần phải có private key. Cái private key chỉ có Alice sở hữu. Mình sẽ nhớ lại, public key mọi người đều có, mọi người dùng nó để mã hóa. Private key chỉ có Alice có, và Alice dùng nó để giải mã. Cháu sẽ làm như nào? Cháu sẽ dùng cái public key của Alice. Cái đó ai cũng biết được hết, Alice không ngại chuyện đó. Dùng cái public key này mã hóa thông điệp thành 6EKD gì đó, và chuyển thông điệp này qua mạng. Trên mạng này á, bất kỳ ai cũng có được cái public key. Nhưng mà về cái thuật toán bất đối xứng, cho dù bạn có public key và bạn có đã bắt được thông điệp này, và bạn có public key, bạn có thông điệp và bạn có public key, bạn không làm được gì hết. Bạn, khi nào bạn chỉ có private key thì bạn mới giải mã được. Người nắm luôn mà. Alice có hai cặp key, có một cặp key. Một cặp là public, public như cái tên nó nói là public. Ai cũng public ra, ai cũng biết được hết. Bob sử dụng cái key public đó để mã hóa. Bob gửi thông điệp đã được mã hóa đó qua cho Alice. Alice có thông điệp đó, Alice dùng private key thôi để giải mã. Như thế cực kỳ an toàn. Tại vì sử dụng hai key khác nhau, cho dù đối tượng có bắt được cái key public này, tất nhiên không là gì hết. Bob bắt, Bob cũng có public key của Bob. Nếu Alice muốn gửi cho Bob thì Alice dùng public key của Bob để mã hóa, gửi qua cho Bob, Bob xem giải mã bằng cái private key của anh ấy. Mọi người nắm không ạ? Như vậy nó sẽ, từ như vậy nó sẽ đảm bảo cái việc an toàn. Không có cái không có cái việc truyền key qua mạng không an toàn, đảm bảo an toàn. Hai cực kỳ, một cực kỳ khác nhau. Đó là về RSA. Cái đó là cái không phải là về RSA. Đó là về cái thực tế mới đối xứng nói chung. Còn về RSA, mình sẽ có một cái ví dụ luôn. RSA toàn bộ là toán, nó gì đặc biệt hết. Mình sẽ làm luôn cho vui. Cái này đơn giản thôi, nó không phải là những cái thực tế, cái toán gì phức tạp lắm đâu. Thì đây, đầu tiên là mình sẽ RSA. Ban đầu tiên mình sẽ muốn làm RSA, mình sẽ có để chọn được hai cái số nguyên tố cực kỳ lớn là B và Q. Hai số nguyên tố này nên là hai số nguyên tố lớn và gần nhau. Ở đây mình chọn hai số nguyên tố nhỏ để tính cho nó dễ, không có gì đặc biệt hết. Nhưng mà thực tế sử dụng hai số nguyên tố rất là lớn. Số nguyên tố là số gì mọi người? Nếu mà người nhớ, số nguyên tố là số chỉ chia cho chính nó và số 1. Đó là số nguyên tố. Và sử dụng số 1 đi. Số 1 chỉ chia cho chính nó và chia cho số 1. Số 3 chỉ chia cho chính nó và chia cho số 1. Sau khi ra được hai cái số nguyên tố cực lớn này, ở đây là 11 và 3, không lớn mấy, thì có được hai số nguyên tố này, mình tính cái n. N là tính như nào? Dùng hai số đó nhân lại với nhau, 11 nhân 3 là ra 33. Xong, cực kỳ đơn giản, phải tính nhân không có gì đặc biệt. Sau đó tính hàm số Carmichael. Mình không phải là chuyên toán, mình không rõ Carmichael có đúng là mình dịch cái tên đúng hay không. Nhưng mà nếu mình nói đơn giản, Carmichael tức là mình tìm bội chung nhỏ nhất của thằng Q trừ 1 và thằng B trừ 1. Bội chung nhỏ nhất. Bội chung nhỏ nhất là gì? Là số nhỏ nhất mà chia hết cho cả số A và số B. Nhưng mình có Q, bội chung nhỏ nhất của Q trừ 1. Q trừ 1 là bao nhiêu? Q trừ Q là 3. 3 trừ 1 là 2. 2 đúng không? Đây. B là gì? B là 11, 11 trừ 1 là 10. Đây, mình sẽ tìm mũi chung nhỏ nhất của 10 và 2. Là số nào nhỏ nhất mà chia hết cho cả 10, chia hết cho cả 2? Đó số 20. Chữ 40 cũng chia hết cho 2, 40 chia hết cho 10, nhưng nó phải là mũi chung nhất, tức là bội chung. Mũi chung nhất là 20, chia hết cho cả 10, chia hết cho cả 2. Đó là số nhỏ nhất đạt được cái tiêu chuẩn đó. Thì khi mình tính được cái mũi chung nhất rồi, tìm tìm được số nguyên tố cùng nhau e với cái bộ chung nhất vừa tìm ra được.
điều kiện là e lớn hơn 1 và e bé hơn cái lambda, lambda với là cái biểu nhất rồi, rồi số nguyên tố cùng nhau là như nào? Số nguyên tố cùng nhau tức là hai thằng này giữa thằng số nguyên tố cùng hai thằng số hai số a và b và số nguyên tố cùng nhau, nếu cái chỉ chia hết cho cái hai thằng chia hết cho nhau là chỉ chia hết cho một, như đây 20 và 3, 20 chia hết cho rất nhiều số đúng không? Ba thì chúng tôi không nói rồi, ba chia hết cho 3 và 1, cái điểm hàng 3 và hàng 20 là số tôi cùng nhau, tại vì hai giữa hai thằng này nó chỉ chia hết cho một thôi, đó là số tôi cùng nhau, thì mình chọn số 3 ở đây. Ở tính mô đun nhiệt đảo, mô đun nhiệt đảo thì nó là multiplicity inverse, mình không biết tiếng Việt đúng là mô đun nhiệt đảo không, thì cái tên nó rất phức tạp, người hiểu nó cần tính một cái số như thế này, tính một cái số làm sao cho e nhân d mô đun cho 20 bằng 1, e mình có đây rồi, d là số mình cần tìm. Module tức là như nào? Module tức là chia lấy dư đó mọi người. Ví dụ như bây giờ mình có 7 chia cho 3 đi. 7 chia 3 là bao nhiêu? 7 chia 3 là ra 2 dư 1 đúng không? Thì nếu mình dùng mình nói 7 mod cho 3 tức là sẽ bằng 1. 7 chia 3 là bằng 2. 3 chia 2 bằng 6. Mỗi con dư một số cho nên là 7 chia cho 3 là ra 2 dư 1. Tương tự vậy, cái đó là thuật toán chia lấy dư, chia lấy phần dư. Thì mình tìm một con số nào đó mà phù hợp cho cái điều kiện đó là dùng e nhân cho d chia lấy dư cho 20, số 20 tính được ở đây ra bằng 1. Mình sẽ chọn số 7, tại sao? E là 3. 3 nhân cho d, d là 7, 3 nhân 7 là nhiêu? 21, 21 chia cho 20 tất nhiên là sẽ ra dư 1. Đúng không mọi người? E bằng 3, D bằng 7, 3 nhân 7 chia lấy dư cho 20, 3 nhân 7 là 21, chia lấy dư cho 20 tức là lấy được dư ra 1. Từ đó mình có được những cái con số nào? D là bằng 3, thứ hai là nhân lại E bằng 3, D bằng 7. Sau đó mình có được cái tốt lịch chi là N và E, đó là chi là N và D, 33 và 3, 33 và 7. Sau đó mình sẽ làm như thế nào? Mình có được cái bước lịch chi rồi, có được cái bước lịch chi rồi. Mình nói cụ thể luôn là nó chạy như thế nào? Ví dụ mình có thông điệp là 7, thông điệp là số 7, nó sẽ là m bằng 7. Mình có được cái bước lịch chi, bây giờ mình muốn mã hóa là như thế nào? Bước lịch chi mình tính như nãy mình ra được 33 và 3 rồi đó. Thì mình có được cái bước lịch chi là 33 và 3, thông điệp là số 7. Thì muốn mã hóa là mã hóa như thế nào? Mình dùng cái thông điệp lý thừa cho e, e đây là 3, chia lấy dư cho n, chia lấy dư cho 33. Rồi giống luôn mà m ở đây là số 7 bằng 7 ở đây lý thừa cho e đây mình có là 3, 7 mũ 3 chia lấy dư cho 33 là bằng 343 chia lấy dư cho 33 là 13. Chỉ có như vậy thôi. Thông điệp lý thừa cho e chia lấy dư cho n ra được số 13. Thông điệp bắt đầu là m bằng 7. Sau khi mình mã hóa thông điệp sẽ là 13. Người như mà 17 mã hóa được 13. Để mình làm sao mình biết chắc chắn là cái giải mã ra có đúng không? Giải mã thì như thế nào? Giải mã thì dùng cái relative key. Như hồi nãy mình nói, có một cái key để cho mã hóa, key cho giải mã. Thì để giải mã, mình dùng cái relative key. Mình có relative key là 33 và 7. Thông điệp của mình như nãy ở trên là 13. 13, đây là thông điệp đã được mã hóa từ cái thông điệp số 7. Mình, mục đích của mình là mình giải mã ra và nó vẫn đúng là số 7. Số 13 ở đây. Mình sẽ làm như thế nào? Thông điệp nó được mã hóa C là 13, lý thừa cho D, D trong cái loại chuyên là 7,
chia lấy dư cho n. N ở đây là 33. Có được là C là 13. 13. Bỉ thừa cho D, bỉ thừa cho 7. Chia lấy dư cho 33, chia lấy dư cho 33 là số 7. Chính xác cái đường đó. Mình nắm được rồi. Ở đây thông điệp số 17 mình dùng cái thuật toán này ra là số 13. Từ số 13 mình giải mã lại là đúng số 7. Như vậy là ai gọi ra nó mình phức tạp chứ mà đơn giản, mình nói đơn giản nhưng mà nó đơn giản. Thì đó là RSA. Thì RSA thì nó chủ yếu là dùng trong cái việc nó là thuật toán mã hóa, nhưng mà thực tế là cái thứ mà nó làm chủ yếu là authentication, tức là xác thực, chứ mà nó ấy, nó mã hóa là nhiều cây, nó rất là chậm so với cái việc mã hóa như AES. AES nó phức tạp như vậy nhưng nó cực kỳ nhanh so với những cái máy tính hiện tại, nó thực hiện AES rất là đơn giản, không có vấn đề hết. Còn RSA thì chúng ta vẫn chậm nhiều, cho nó chủ yếu là nó tạo, nó có hai việc là nó có rất nhiều việc, nhưng mà còn nữa là nó làm như nó tạo một cái kênh an toàn để có thể truyền cái chìa khóa của AES, và nó dùng để chứng thực, nó cũng dùng trong chữ ký số nữa, nó rẻ ra. Mình sẽ nói cái cuối cùng hồi nãy mình nói trong cái mã hóa hiện đại á, thì mình có thực tế mã hóa đối xứng là như DS và IS, và mã hóa bất đối xứng như RSA. Thì mình có một cái cuối cùng là hash là mã băm. Nếu mà băm là mã hóa thì nó cũng là đúng, nhưng nó cũng phải là nó cũng đúng mà nó cũng không đúng, tại vì mục đích của mã hash là rất là rõ ràng luôn. Đây mình có một cái ví dụ như thế này. Input đầu vào của mình là chữ fox, qua thuật toán hash sẽ ra một đống ký tự không có ý nghĩa như thế này. Cái đầu vào của mình là phải, đầu vào của mình là fox. Đầu vào của mình tiếp theo sẽ là direct fox jump over the blue dot, cũng là một đống ký tự gì. Thế đây là biểu đây là hai cái phần này độ dài nó giống nhau, cái đầu vào của nó cực kỳ khác nhau. Fox với ba chữ direct short jump over the blue dot là một câu, nhưng mà kết quả nó ra đều giống nhau, độ dài giống nhau. Direct short jump over chữ V chỗ này đổi thành chữ U ra kết quả hoàn toàn khác nhau, nhưng mà cùng một dạng nha, mình thấy được rồi. Chỉ thay đổi một ký tự thôi nhưng mà kết quả nó ra hoàn toàn khác nhau. Cái đó là điểm đặc biệt của hash. Định nghĩa của hash như này: bạn cho một cái phần đầu vào vào, độ dài không quan trọng, sau khi qua thuật toán hash sẽ ra một kết quả độ dài xác định cho fox có ba chữ, ra một cái đoạn độ dài xác định, một nguyên một câu ra một đoạn, cũng một đoạn độ dài xác định không quan trọng đầu vào như nào. Điểm đặc biệt của hash: đầu vào không quan trọng, qua thuật toán hash để ra một cái đoạn độ dài xác định. Và một cái điểm nữa là từ cái thông điệp đã qua mã hash không thể nào quay ngược trở lại thông điệp ban đầu được. Mình xin nhắc lại, từ cái thông điệp đã được mã hóa này không thể nào quay lại được thông điệp ban đầu. Như vậy gọi là mã hash là mã băm, người biết như miếng thịt mà băm ra thì không thể nào từ cái miếng thịt băm đó mà trở thành miếng thịt ban đầu được. Chứ từ một con bò thành một cái cây xúc xích thì không thể nào từ xúc quay ngược được cây con bò được, hình dung được mà. Nó là như vậy. Cái điểm đặc biệt nhất của hash là, xin nhắc lại, là một cái thông điệp không quan trọng đầu vào là bao nhiêu, ra một cái độ dài xác định, và cái đoạn này không thể nào, cái đoạn đã được qua mã hash không thể nào quay lại hơn ban đầu được. Tại sao họ tạo được cái này làm cái gì? Cực kỳ quan trọng luôn. Hash là một thuật toán cực kỳ quan trọng, cực kỳ bảo mật, cực kỳ hiệu quả. Tôi tưởng tượng như thế này. Bây giờ tất cả, mình sẽ nói tất cả luôn, không có bất kỳ doanh nghiệp nào mà họ lưu cái mật khẩu của người dùng ở trên hệ thống của họ mà không phải là hash.
người dùng được mà, ví dụ như bây giờ nó là cái chữ, bây giờ cái hai, có hai người dùng đi, người dùng A là họ họ mật khẩu của họ là chữ Fox, người dùng B là mật khẩu của họ là cái câu direct Fox cho over the blue đó. Nếu mà cái doanh nghiệp đó lưu cái thông tin này thành cái mật khẩu, lưu cái chữ Fox vào trong cái cơ sở dữ liệu của họ là mật khẩu, và lưu vào trong cái này cũng là trong cơ sở dữ liệu cũng là mật khẩu luôn, như vậy khi mà cơ sở dữ liệu của họ có vấn đề á thì chắc chắn là tất cả thông tin của người dùng đều bị phát hiện hết. Như vậy họ làm cách nào? Rất là đơn giản, thay vì họ lưu chính xác cái chữ Fox này vào trong cơ sở dữ liệu, họ lưu cái mã hash của nó, thay vì họ lưu cái chữ Fox này vào cơ sở dữ liệu, họ lưu cái mã hash của cái chữ Fox. Tương tự họ cũng lưu cái mã hash của cái mật khẩu thứ hai này. Như vậy á, mình xin nhắc lại là từ cái câu, từ cái thông điệp này không thể nào, không thể nào quay lại thông điệp ban đầu được, cho nên đó, tất cả cơ sở dữ liệu về mật khẩu nó đều là những cái hash như hết từ trên xuống dưới. Nó lưu rất là dễ tại vì nó có cái độ dài giống nhau hết, và khi mà bị lộ cũng không thể nào lần lại được mật khẩu ban đầu được. Khi mà cho bạn một cái dòng như này, không thể nào bạn lần lại cái dòng ban đầu của nó là cái gì được. Nếu sử dụng đúng cái mã hash an toàn thì cái đó là cái việc như vậy. Mỗi khi mà người dùng họ nhập cái mật khẩu vào, nhập chữ Fox vào, trên hệ thống sẽ qua hash và ra được cái mã hash. Dùng cái mã hash này so sánh với cái mã hash trong cơ sở dữ liệu và xác nhận cái người dùng đó có đúng là người dùng thực tế hay không. Trong cơ sở dữ liệu toàn bộ đều là lưu trữ bằng mã hash, cho dù bị mất cũng không thể nào lần lại được mật khẩu ban đầu. Đó là một những cái ứng dụng cực kỳ mạnh của hash. Tất cả những doanh nghiệp họ đều sử dụng cái này. Nếu mà họ không sử dụng một cái vấn đề cho họ là không nào lấy nữa. Một cái ứng dụng nữa của hash là bảo đảm tính toàn vẹn, nhưng có một cái file, mình chỉ phát sinh một cái file đi, thì sau khi cái file đó sau khi mà cái người mà họ xuất bản, họ xuất bản cái file đó, họ mang một cái mã hash chung với cái file đó, tức là tất cả dữ liệu trong cái file đó được hash và tạo thành cái mã hash. Sau đó họ tung cái sản phẩm của họ ra ngoài, người dùng khi mà dùng cái sản phẩm của họ cũng tính làm hash một lần nữa. Tự nhiên mình nói chỉ có một thay đổi rất là nhỏ trong cái mã hash, trong cái dữ liệu ban đầu cũng là cái mã hash rất là khác biệt. Cho nên đó, nếu mà người dùng á, nếu mà người dùng họ mở cái mã hash ra, họ tính cái mã hash chương trình của họ mà nó không giống với cái mã hash mà cái người 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 xuất bản họ đưa ra, nghĩa là họ biết là chương trình của họ đã được thay đổi, chương trình của họ không phải là chính chủ nữa. Đó là một những cái dụng khác của hash. Nghe thì nó có vẻ rất là tào lao khi mà họ chế ra một cái mã hóa như thế này, mã hóa này mà không ai lần lại được kết quả, nhưng mà cái dụng của nó cực kỳ tuyệt vời. Thì đó là toàn bộ cái phần mà mình muốn cái trình ngày hôm nay, thì mình sẽ tổng kết lại mình nói qua được mã hóa cổ điển, mã hóa cổ điển hiện đại, mã cổ điển mình có mình suy ra và cái chuyên reference nó hiện đại, mình qua được cái những cái về block server như là SDS và cái symmetric rồi nói ra, mình sẽ nói sâu cái hash. Thì đó là toàn bộ. Nếu mọi người có câu hỏi gì thì mọi người xin vui lòng để lại cái câu hỏi ở dưới video, thì mình nhắn tin Vina Spy sẽ cố gắng trả lời cho các bạn. Tại cái phần này nó cũng khá là khó hiểu cho những người mà không phải là chuyên ngành về cái phần mật mã, thì mình xin nhường lại lời cho bạn như đây nè. Rất cảm ơn phần trình bày của anh Đức về mã hóa. Những thông tin liên hệ VinaSpace đã để trên màn hình. Quý vị và các bạn có thể gửi những thắc mắc hoặc những nhu cầu về bảo mật an ninh mạng theo số điện thoại 0944004666 hoặc email info@vina-advice.com. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Quý vị đừng quên ủng hộ VinaSpace bằng cách like bay để chúng mình có thêm động lực làm các hội thảo tiếp theo. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn và gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người.